tục bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ vào bài 31, gam. Và gam chính là đơn vị đo trọng lượng. Chúng ta sẽ vào phần khám phá. Đầu tiên các bạn thấy nhìn thấy cái cân. Và cái cân này bên này là đĩa cân, bên này là quả cân 100g. Bên này là một gói bột ngọt. Và chúng ta thấy gói bột ngọt có cân nặng là 100g. Vì sao chúng ta lại biết được? Vì gói bột ngọt bằng với hai đĩa cân này bằng nhau, mà bên này là 100 thì bên này phải bằng 100. Vậy chúng ta nhớ rằng ở đây gam là đơn vị đo khối lượng. Đó, 100g. Và trước kia chúng ta đã học đơn vị đo khối lượng là kg rồi. Và kg là đơn vị đo khối lượng lớn hơn gam. Gam chính là đơn vị nhỏ hơn. Gam là một đơn vị đo khối lượng. Và viết tắt chính là chữ G các bạn nhé nhá. Viết tắt là chữ G. Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg, còn có các quả cân 1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 200g và 500g. Và chúng ta có các cái quả cân như thế này. Tiếp tục chúng ta hãy nhìn sang phần B. Ở đây có quả cân là 1kg và bên này là 400g cộng 600g. Các bạn nhìn này, quả cân bên này 1 cân, quả bên này là 2 túi 400 và 600g. Và hai cân bằng nhau, có nghĩa là 400g mà cộng với 600g này sẽ bằng quả cân 1 cân. Và chúng ta có 1kg sẽ bằng 1000g. Và chúng ta có 1kg sẽ bằng 1000g. 1000g bằng 1kg. Vậy chúng ta sau khi bài học ngày hôm nay, chúng ta biết được một đơn vị nhỏ hơn kg đo trọng lượng đó, lữa, đó là đơn vị gam. Và chúng ta cần nhớ rằng 1kg bằng 1000g. 1000g chính bằng 1kg. Các bạn thân mến, đây là bài học của chúng ta ngày hôm nay, giúp các bạn đã biết thêm được một đơn vị đo trọng lượng nữa, đó là gam. Và đơn vị gam này nhỏ hơn kg. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.